Pepsi không calo, sảng khoái tô đỉnh, bùng cùng rap Việt. Lay's snack khoai tây số 1 thế giới, giòn ngon, phiêu cùng rap Việt. Bay đã kể lại những câu chuyện trong không khí, mỗi lời giải thích là cũng tạo từ thức đi. Họ nói ốp la từ chanh là không tuân theo định lý ba vòng hít rồi lại hít rồi lại hít giải thích đi. Camera, nhưng mình không phải em với chồng. Em không cần phải cười đến đau hàm. Không cần, chỉ cần là em thôi ạ. À. Yo, let's go. Rồi mời. Chắc là anh sẽ bè thôi. Anh bè cho em đảm rồi. Mấy bạn anh bè anh tiếp về, anh thấy nó đảm không mà. Tại vì lúc anh bè anh tiếp vô, anh sẽ dùng cái tông bè ấy luôn, anh hát luôn á. Không, sao vậy? Sao vậy?